Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 47 token có ký hiệu là EB0 nè các bạn. Thì chương trình để góp này nó chỉ random cho 10.000 winner may mắn nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình. Các bạn cần phải có một cái tài khoản trên trang CoinMarketCap các bạn. Sau đó các bạn login vào sự kiện nữa. Rồi các bạn bấm vào son này góp trên trang CoinMarketCap chu ăn quá các bạn, nên cố gắng thử dân mai mình lần nữa các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên bạn bấm up to wallet. Rồi tiếp tục follow CoinMarketCap nè các bạn. Mình định bỏ những dự án của CoinMarketCap mà các bạn. Làm gì đâu về được có lần hay lần. Rồi bạn bắt up lên các bạn. Rồi tiếp tục follow dự án Ebit Hero 3D nè các bạn. Rồi sau đó thì các bạn follow CoinMarketCap tiếp theo nữa. Follow Facebook chứ. Mạng lát gì ta. Rồi trên Facebook thì bạn bấm thích nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn follow kênh YouTube nữa nè các bạn. Rồi trên kênh YouTube nữa các bạn đăng ký nha các bạn. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục các bạn join kênh tất cả các trang mạng xã hội nữa nha các bạn. Kênh Facebook, kênh Seller. Rồi các bạn join vào CoinMarketCap nè. Con chào kênh Seller nè. Rồi bạn mới đập lên nè. Tiếp tục join tiếp kênh channel luôn nè. Rồi tiếp tục các bạn retweet nè. Retweet bot. Rồi tất cả bấm vào đây retweet nha các bạn. Các bạn like nè. Các bạn chưa dẫn người ta tweet đi các bạn. Các bạn tăng 3 người bạn mình vào đi các bạn. Rồi bạn tweet lại nè. Sau đó bạn bắt up lên nè. Rồi dòng đầu tiên các bạn điền địa chỉ BNB Smart Chain Bet20 trên chiếc chocolate của tất cả bạn nha các bạn. Bạn yếu quá. Dán vào đây. Tiếp tục thì các bạn điền username tại Twitter mình nha các bạn. Các bạn dán vào đây. Tiếp tục các bạn điền username Facebook mình nha các bạn. Bạn nào không biết thì lên chị Google hướng dẫn các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại bạn điền lại username YouTube mình nha bạn. Thì bạn nhập vào avatar của mình nè, vào kênh của bạn. Các bạn copy username kênh YouTube mình nè bạn. Một anh em emo. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại username Telegram mình nha các bạn. Thì con mở Telegram mình ra nè. Các bạn nhấp cho ba gạch cùng vào setting nè. Các bạn copy username ở chỗ này nè. Các bạn gặp anh em MMO mình có dấu cách nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn dán vào đây. Tiếp tục các bạn gửi link retweet bot nè. Thì con mở Twitter tất cả bạn ra nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào avatar của mình nè, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Rồi các bạn chia sẻ các bài các bạn đã tweet. Rồi bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản của nó hết nha các bạn. 1 2 3 4. Rồi. Tiếp tục thì các bạn bấm vào join up thôi các bạn. Rồi ok, như vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này up. Nhận 47 token EB0 đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.